cùng là laptop rẻ tụt quần, cùng là Acer, nhưng con này nó lạ lắm. Acer Nitro 5 bản rẻ nhất. Lap gaming con kén hay là Acer gì đây? Acer xác. Chú bé đần. Laptop gaming Acer Nitro 5, cái vỏ thôi nó cũng đẻ 3 ngân ạ. Giá rất rẻ nên chỉ có laptop và sạc, ngoài ra không có phụ kiện gì thêm, nhưng nó vẫn là con laptop giá rẻ rất được săn đón rồi. Ui ôi, nó gaming. Ôi, nó to lắm, đẹp lắm bạn à. Thảo nào con này là con laptop giá rẻ được săn đón nhất hiện nay. Nhựa, nhựa nốt cũng là nhựa, nhưng dày và chắc chắn lắm. Với cả nên nhớ, nó rẻ bằng con này Acer xác. Dày 23,9mm, dày lắm, hầm hố, cứng cáp. Nó dày cứng chắc để làm gì? Làm rơi chứ còn làm gì nữa. Bạn đã tưởng tượng ra được ích lợi của nó khi mà bạn bị bắt nạt chưa? Mày tản nhiệt như Lamborghini. Có con này thì sao nhỉ? Tản nhiệt ở đâu? Alo, tản nhiệt của mày ở đâu vậy? Thì ra tản nhiệt ở đít chú bé đần. Bàn phím full size to lòi con mắt. Ui, cái bàn phím đó phải gọi là chết cả tuyệt vời. Các bạn nhìn xem, giá rẻ tụt quần mà được cái quả laptop gaming nó như thế này. Khổ thân ngân quá. Hành trình phím độ này, nó gọi là bàn phím sâu sắc ở bên này. Ôi mỏng tèn tẹt, đúng là đồ nông nổi. Không dài dòng, giờ chúng ta vào test cấu hình. Chúng ta có chip AMD Ryzen 5600H nhá. Bạn chỉ cần biết con chip này dựng phim ngon mà chơi game cũng ngon. So với máy của A Ngân thì nó như là thằng ông nội với cả thằng chất chút chín, chứ không phải là thằng cháu của con. Đấy, GTX 1650. Giờ chúng ta vào test game. Max setting cho anh. Ui, FPS 174-75 này. Nhiều lúc nhảy lên 200. Ui trời ơi, chơi đến nay mới gọi là chơi chứ. Giật lag, drop frame là gọi là không có. Thế này mới gọi là laptop gaming chứ. Chơi thế này nó mới gọi là cuộc đời chứ. Nhưng mà chết rồi. Frame vẫn 130 mấy trong lúc chiến đấu. Nhảy các thứ. Úi rồi, mượt chưa này. Mà max setting đấy các bạn ạ. Xin nhắc lại một lần nữa. Max setting. Sử phê. Setting không đồng nghĩa với việc bạn chơi hay hơn. Đây là bắn bot nha các bạn. Cùng phân khúc, cùng màn LCD, nhưng nó lạ lắm. Một bên màu sắc nó đẹp, nó chi tiết. Một bên thì nó hơi ám, nó lại nhạt nhạt. Cái giải Dynamic Range là nó khác rồi. Mà nó lại cùng mức giá mới đau chứ. Quả là sống trong một nhà. Sao mà đứa thương đứa ghét. Bản rẻ nhất nó đã ngon như thế này rồi. Thậm chí còn có những cái bản chip ngon hơn, card ngon hơn, giá rẻ vừa. Nó có hết đi mà, bạn cứ ra Cellphone App mà hỏi. Kết luận chung, hãy chọn giá đúng đi bạn. Lòng khoa học, review khoa học.